Chào các bạn, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về một đề tài của trực quan hay hình dung. Mục đích của trực quan là gì? Trực quan hóa dữ liệu và biểu đồ họa của thông tin và dữ liệu bằng cách sử dụng các yếu tố quan, trực quan như điều biểu đồ, đồ thị và bản đồ. Các công cụ trực quan hóa dữ liệu cung cấp một cách có thể truy cập để xem, hiểu xu hướng, ngoại lệ và mẫu trong dữ liệu. Có gì là kỹ thuật hình dung? Kỹ thuật trực quan dạy chúng ta cách sử dụng tâm trí của mình để đạt được thành công và đạt được mục tiêu của mình. Trực quan về cơ bản chỉ có nghĩa là sử dụng trí tưởng tượng của chúng ta. Hình dung đơn giản là quá trình tưởng tượng. Bộ não của chúng ta diễn giải các từ bằng cách đọc chúng như hình ảnh. Sức mạnh của hình dung là gì? Hình dung sáng tạo và một kỹ thuật tinh thần, sử dụng trí tưởng tượng, hình ảnh tinh thần, sức mạnh của suy nghĩ và luật hấp dẫn để biến ước mơ và mục tiêu thành hiện thực. Trực quan sáng tạo sử dụng sức mạnh của tâm trí và suy nghĩ và là sức mạnh đằng sau mọi thành công. Lợi ích của hình dung là gì? Năm lợi thế của trực quan hóa dữ liệu. Trực quan hóa dữ liệu cung cấp cho chúng ta sự hiểu biết nhanh chóng, rõ ràng và thông tin. Nhờ biểu diễn đồ họa, chúng ta có thể hình dung khối lượng lớn dữ liệu theo cách dễ hiểu và mạch lạc. Từ đó chúng ta hiểu được thông tin và rút ra kết luận và hiểu biết. Làm thế nào để bạn làm trực quan? Hãy tưởng tượng bạn đang ở trong chính mình, nhìn qua đôi mắt của bạn và kết quả lý tưởng. Thứ nhất, hình dung với kỹ thuật diễn tập tâm thần. Thứ hai, tạo mục tiêu hình ảnh. Thứ ba, tạo một hình ảnh trực quan và một sự khẳng định cho từng mục tiêu. Thứ bốn, thẻ chỉ mục. Thứ năm, sử dụng khẳng định để hỗ trợ trực quan của bạn. Thứ sáu, kết quả mong đợi. Tại sao trực quan lại mạnh mẽ như vậy? Hình dung thường xuyên giúp tập trung tâm trí của bạn vào những gì bạn muốn. Một trong những vấn đề mà nhiều người gặp phải khi nhắm đến mục tiêu là họ mất tập trung, trở nên mất tập trung bởi những bước đi trong cuộc sống. Khi bạn hình dung một cách thường xuyên, đặc biệt nếu bạn dành ra khoảng thời gian xác định mỗi ngày, nó sẽ tập trung tâm trí của bạn. Liệu hình dung có hoạt động trong tình yêu không? Hình dung thông qua văn bản. Hầu hết các bài tập hình dung tình yêu khuyến khích bạn tập trung vào một hình ảnh sống động về những gì nó muốn ở bên người mình yêu. Tuy nhiên, để làm cho những bức ảnh tinh thần này rõ ràng nhất có thể, bạn cần một ý tưởng mạch lạc tối đa về tình yêu đích thực của bạn sẽ như thế nào. Làm thế nào tôi có thể làm cho hình dung của tôi mạnh mẽ hơn? Áp dụng trực quan hóa mục tiêu của bạn. Thứ nhất, tập trung vào sự tích cực. Một sai lầm phổ biến là tập trung vào điều ngược lại với những gì bạn muốn. Thứ hai, có nó, không muốn nó. Hãy nghĩ về một cái gì đó bạn thực sự muốn. Thứ ba, hãy kiên định bạn phải thực sự làm việc chăm chỉ về điều này. Thứ bốn, hãy cụ thể. Hầu hết mọi người có mục tiêu mơ hồ. Hình dung có thể làm cho mọi thứ xảy ra không? Tuy nhiên, nếu bạn muốn giúp đỡ mọi thứ và thực sự thấy một số tiến bộ, hình dung mục tiêu của bạn chắc chắn có thể tạo ra sự khác biệt. Nói cách khác, khi bạn đặt một mục tiêu trong đầu của bạn, đó là khả năng cơ thể, hành động, suy nghĩ và cuộc sống của bạn sẽ tất cả rơi vào dòng. Như người ta vẫn nói, nhìn thấy là tin tưởng. Bạn có nên hình dung hàng ngày không? Hình dung tăng tốc làm chủ cuộc sống thực. Thực hành tâm thần có thể có hiệu quả để cải thiện bất kỳ kỹ năng nào, như thực hành thực tế. Như nghiên cứu cho thấy, xem bản thân hành động giúp xây dựng một thói quen lành mạnh. Dành thời gian để hình dung giúp áp dụng các thói quen tích cực. Có trực quan giúp đỡ với lo lắng không? Bởi những kỹ thuật trực quan để làm dịu tâm trí lo lắng của bạn. Nghiên cứu khoa học cho thấy những cách thiền nhỏ này có thể giúp giảm lo lắng và cải thiện hiệu suất. Trong thực tế, trực quan thực sự kích hoạt các mạch thần kinh tương tự
và thực hiện nhiệm vụ thực tế thực hiện, có thể tăng cường kết nối não bộ cơ thể. Hình dung trong cuộc sống quan trọng như thế nào? Trực quan là một công cụ phát triển cá nhân quan trọng, một trong những chìa khóa để đạt được mục tiêu của bạn. Được sử dụng một cách chính xác, nó có thể mang lại sự cải thiện bản thân, duy trì sức khỏe tốt, giúp bạn thể hiện tốt trong thể não và hoàn toàn mục tiêu của mình trong cuộc sống. Nhớ subscribe để xem video kế tiếp. Cảm ơn.